Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay lại là chuyên mục giới thiệu tập đặc biệt của Hoa Phụng Liên Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ tiến tới tập 65. Về hình thức thì cái box set lần này nó y chang tập 64 luôn. Nếu bạn nào từng xem clip tập 64 á thì tập này nó cũng giống y chang như vậy, chỉ khác cái phần quà ở bên trong mà thôi. Và đây là phần quà bên trong, nó là cây dù, móc phá hình cây dù. Cây dù này là một cái cây dù mà cuốn sách đã từng sử dụng trong truyện. Bìa cũng làm bằng cát tông cứng giống như lần trước, rất là dày dặn và cứng cáp. Mình thì mình thích cái loại hộp như thế này hơn là cái hộp bìa cứng mỏng của lần trước, tại vì cái loại mỏng á thì nó rất là dễ gãy, nếu mà để cái gì đè lên hoặc là rớt thì nó rất là dễ bị móp, mà cái này là loại cứng rất là cứng luôn. Đây là bìa của tập truyện lần này, hình giả hữu. Đây là bìa trong. Ok, vậy là mình sẽ đi tiếp cái phần quà đặc biệt ha. Đây. Nó sẽ bao gồm một cái túi đựng giống như lần trước. Hầu hết các phần quà mà là móc khóa thì nó đều thiết kế dạng giống như vậy, một cái túi đựng và móc khóa bên trong. Đây ha mọi người, cái móc khóa này, cái cây này là cái cây cầm của cây dù nha, nó sẽ dính vô như thế này. Do lần trước mình làm rớt cái móc khóa này cho nên nó bị gãy ra ngoài rồi, nhưng mọi người thấy nè, chỗ này do rớt nó bị gãy cái cây cầm ra rồi, chứ thật ra là nó dính vô trong như thế này nè. Cái móc khóa lần này thì thiết kế mình thấy không có đẹp lắm, nó nhìn giống như một cái mâm vậy. Và nó cũng có một cái thẻ bài viết chữ. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong các bạn về box set tập 65 của Hỏa Phụng Liên Nguyên. Hẹn gặp lại mọi người ở clip giới thiệu kế tiếp. Bye bye, chúc mọi người có một ngày vui vẻ.